Cánh đồng điện gió Ninh Thuận là một trong những nơi tuyệt vời thú vị bạn nhất định phải trải nghiệm. Ngoài những điểm du lịch nổi tiếng vốn có, hiện nay những cánh đồng điện gió ở Ninh Thuận là điểm ưa thích của giới trẻ du lịch thường xuyên đến check-in. Một trong những điểm sống ảo được yêu thích nhất hiện nay tại Ninh Thuận đó chính là cánh đồng điện gió Đầm Nại. Từ trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm đi theo hướng quốc lộ 1, du khách chạy thẳng theo hướng Nha Trang khoảng 20 km nữa thì bên tay phải có một đoạn đường đá xanh có cánh đồng lúa ở phía trong. Vì những tua bin khá to nên du khách cứ rẽ phải vào là thấy. Đây là địa điểm check-in cực chất mà nếu bỏ lỡ du khách sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi tới đây sẽ được khám phá cả một vùng trời bình yên và lãng mạn mà không phải địa điểm du lịch nào cũng có. Nơi đây có đến 16 trụ tua bin được xây dựng giữa những cánh đồng xanh mát, phía xa xa là đồi núi chập trùng của vùng đất Ninh Thuận, tất cả như tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp. Du khách nên đến đây vào buổi sáng hoặc chiều mát mẻ để có những thước phim đẹp nhất. Khi đó nắng khá nhẹ và dịu, vừa đủ ánh sáng để có được bức hình hoàn hảo nhất. Nằm cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 25 phút đi xe máy, điện gió Mũi Dinh tọa lạc tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam xuất hiện rõ nét với rất nhiều tua bin gió khổng lồ giữa sa mạc cát và biển mênh mông, mang vẻ đẹp vừa hoang sơ lại vừa hiện đại. Hai bên đường là khung cảnh sa mạc và biển kế bên nhau, tạo nên điểm check-in lý tưởng cho tín đồ mê sống ảo. Đặc biệt cung đường để đi xuống điện gió Mũi Dinh, Sơn Hải cũng là cung đường biển Bãi Tràng, khu du lịch thể thao và giải trí Tân Joli, cánh đồng cừu hay tiểu sa mạc đồi cát Mũi Dinh, Sơn Hải, tha hồ cho du khách tham quan và khám phá.